hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người thu âm bằng cái sao cạc. Thì đầu tiên thì mình sẽ phải có đủ cái bộ của sao cạc này. Cái sao cạc nó sẽ là cái cấp nguồn và cái điều khiển cho micro và tai nghe để mình nghe được những gì mình thu âm. Thì đầu tiên là mình sẽ phải có mic này, đương nhiên rồi. Mic thì có nhiều dòng mic, nhiều kiểu mic. Nhưng ở đây thì mình có một cái mic này, nó cần có phải cấp nguồn cho nó. Thì cái sao cạc này có thể cấp nguồn được cho nó. Người ta gọi là nguồn Phantom 48V ấy. Mọi người sẽ không nghe. Chỉ cần biết là cái phần O1 này này. Nhìn rõ không ạ? O1 này là O cấp được nguồn. Thế là mình cắm vào O1 nha. Cắm dây mic này, cắm vào O1. Rồi. Tiếp theo, đây có biểu tượng tai nghe. Thì chúng ta phải cắm tai nghe trong lúc chúng ta thu để chúng ta biết được là cái mic này nó thu được cả hai bên một lúc hay nó thu một bên. Nếu mà nó thu một bên thì rất nhiều cái tình trạng cái video clip khi mà sử dụng cái âm thanh mono là thu một bên ấy, thì trên điện thoại nó có thể tiếng không thấy tiếng đâu cả. Một số cái điện thoại nó không thấy tiếng đâu. Nên là bắt buộc chúng ta phải thu được hai bên âm thanh. Đây là cái tai nghe. Tai nghe chùm này thì tiếng nó sẽ tốt và mình sẽ nghe được âm thanh của cả hai bên rõ ràng hơn. Đấy, cứ đeo ở đây trước đi. Và mình gắn vào. Đây là cổng đầu âm thanh, cứ màu xanh ở đầu âm thanh ra. Ấn vào này. Rồi, tiếp theo chúng ta để ý này. Đằng sau này, phần bật nguồn của mic này, 48 Phantom Power này, bật lên. Nhìn rõ không ạ? Cái đường dây này nó có đầu USB. Thì đầu này chúng ta sẽ cắm vào máy tính để chúng ta thu âm. Rồi, bây giờ anh sẽ cắm vào máy tính nhá. Để cái sao cạc trực tiếp ở trên đây cho mọi người xem nha. Cái mic thì mình phải để sát với lại mồm rồi là đương nhiên. Sao cạc để đây. Rồi. USB này cắm vào máy tính. Thì máy tính ở đây anh đang sử dụng là MacBook. Thì MacBook nó có một phần mềm free, phần mềm GarageBand. Phần mềm này có thể thu âm rất là đơn giản, gọn nhẹ và free. Easy luôn. Còn nếu như mà ở trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows thì mọi người sẽ có nhiều phần mềm khác như là Audition, thì bắt buộc là mọi người phải biết cài phần mềm một chút. Thì hôm nay cứ hướng dẫn đơn giản là sử dụng phần mềm GarageBand nhá. Đây mọi người có thể thấy ở trên màn hình nó thông báo luôn. Rồi, zoom đây nha. Thấy chưa? Khi mà lên cắm cái sao cạc vào thì nó hiển thị tên của sao cạc luôn. Nó hỏi là mày có muốn sử dụng audio device, là tức là thiết bị sử dụng âm thanh, là mobile free không? Ok, tao dùng. Mình sẽ ấn user. Và khi mình đã cắm nguồn vào rồi thì cái sao cạc này các bạn nhìn thấy này, nó sẽ lên đèn. Nó sẽ lên đèn. Lên đèn ở O1 đỏ này. Và nó nháy nháy ở đây, tức là âm thanh mình đang nói này. Đấy, mình cứ nói thì âm thanh nó xanh xanh ở đây này. Và nếu mà bạn đeo tai nghe thì bạn sẽ nghe được cái tiếng của mình nói. Mình nói như nào thì trong tai nghe nghe y xì như thế. Đấy. Và mình phải để ý cái nút này mình bật lên này. Đấy. Cắm mic, cắm tai nghe, bật cái nút này lên. Thì nếu mà bạn bật chuẩn rồi nhá, thì mình nói như nào thì trong tai nghe nghe y xì như vậy. Nghe y xì như vậy. Cái tiếp theo, 4 cái phím ở trên này sử dụng như nào? Mình đang chờ phần mềm nó khởi động một chút. 4 phím ở trên này thì nó sẽ cho chúng ta cái là điều chỉnh cái cường độ của giọng nói, điều chỉnh cái tiếng to âm thanh ở trong cái sao cạc này. Cái ô đầu tiên này thì là chỉnh cái mic 1. Alo, chỉnh mic 1, chỉnh mic 1, chỉnh mic 1, chỉnh mic 1. Đấy. Cái này thì nó chỉnh mic 2. Cái này chỉnh đường ra của headphone là đường ở đằng sau.
Cái này chỉnh độ to độ nhỏ của cái tai nghe mình đang nghe. Đấy, chỉ có thế thôi, có 4 cái thì cái này nó có thể thu được 2 mic một lúc nha. Rồi, bây giờ ở phần ở trong đây thì sẽ bật cái phần mềm GarageBand lên. Mình sẽ chuyển cái phần mềm này lên trên cái màn hình to cho mọi người nhìn. Đó. Rồi, khi mà bật phần mềm lên thì bao giờ nó cũng hiển thị lên là chọn cái track style, là chọn cái kiểu, chọn cái kiểu mà mình sẽ sử dụng. Nó hỏi này, mày có làm nhạc không? Đấy. Thứ hai là phần thu âm, sử dụng micro, line input. Đấy là nhìn thấy biết ngay là thu âm giọng nói rồi. Cái này là thu âm guitar hay là nhạc cụ bass này. Cái này là thu âm trống. Thì đương nhiên là mình cứ chơi cái audio này thôi. Tiếp theo, input, nguồn vào âm thanh là chọn gì? Chọn input 1 cộng 2 đi cho chắc, nhớ bạn cắm nhầm sang ô input thứ hai. Tiếp theo, đây à, nhìn cái tích này, tôi muốn nghe cái tiếng instrument, cái tiếng thu âm của tôi trong khi tôi chơi và tôi ghi âm, thì các bạn chọn cái này nhá. Nó sẽ nghe hơi delay một chút, nhưng mà mình nghe, mình kiểm soát được cái việc mà mình thu âm sẽ như thế nào. Rồi, alo, 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 123. Alo, 123. Bạn nhìn kỹ ở đằng trong đây này. Trong đây nó có sóng âm này. Alo, 123. Alo, 123, có thấy chưa? Cái sóng âm nó chạy. Và mình phải để ý ở đây là sóng âm chạy từ xanh cho đến hơi vàng vàng thôi được, chứ đỏ nó sẽ vỡ. Vậy thì mình chỉnh cái mức âm lượng này ở đâu? Mình chỉnh mức âm lượng ở tại cái nút ở dưới sao cạc này nhá. Đây. Alo 123, alo 123, alo 123, mình đang giảm này, đang giảm này, đang giảm này. Alo. Khi mình tăng lên này, tăng lên này, tăng lên, lên 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 lên, vỡ rồi, giảm. Vậy như này là đẹp, như này là đẹp. Một cái nữa để ý, khi mà chúng ta ghi âm thì chúng ta tắt hai cái này đi. Khi chúng ta thu voice, thu podcast, chúng ta tắt hai cái này đi. Cái này đếm nhịp dành cho thu nhạc cụ thôi. Rồi, cái nữa mọi người để ý là chúng ta đang nhìn thấy là âm thanh đang chỉ có chạy một kênh. Vậy tức là khi mà thu vào ấy thì âm thanh nó sẽ ra là mono, như mình nói lúc đầu ấy, nó thu một bên thì nó sẽ lên trên điện thoại thì sẽ không nghe thấy gì cả. Đây, chúng ta phải chuyển nó thành hai kênh. Ok, như các bạn đã thấy thì bây giờ cái sóng âm nó đang lên được hai dòng rồi nhá. Sóng âm nó lên được hai dòng rồi thì tức là thu stereo rồi. Vậy vấn đề ở đây là gì? Thì vừa nãy mình có giới thiệu sai một cái bước này. Đấy là khi mà mình tạo project mới, mình phải chọn cái input là một cái một đường thôi. Đây, khi bình thường các bạn tạo project, các bạn ấn MT tạo project mới. Tiếp theo, đương nhiên là chúng ta sẽ chọn cái phần là làm audio này, đúng không? Record audio. Thì cái input ở đây, mình sẽ không chọn input 1 cộng 2. Mà cái mic của chúng ta cắm vào đường cổng input 1 thì chúng ta chọn là input 1. Còn nếu mà chúng ta chọn input 1 cộng 2, vậy thì nó sẽ mic giữa cái đường kênh 1 và đường kênh 2 này trộn lẫn vào với nhau, cho một người nghe bên trái, một người nghe bên phải vào. Đấy, thì cái bước đấy hơi sai. Ở đây chúng ta cắm mic vào đường cổng 1, chúng ta chọn input 1, chọn Chris. Rồi, thì rất là đơn giản, bây giờ sóng âm ra đúng không ạ? Tiếp theo, mọi người để ý cái phần này. Nhịp. Chúng ta để ý cái phần 1, 2, 3 này và cái máy đếm nhịp này này, thì chúng ta ấn tắt nó đi. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ check sang cái phần đường sóng âm này. Sóng âm lên đôi, sóng âm lên đôi. Và nó, khi mà chúng ta nói to nhất mà nó lên vàng, to nhất, to nhất, to nhất. Rồi, nó lên vàng như vậy thì chúng ta là thấy phù hợp, là chúng ta thấy ok. Rồi, bây giờ tiếp theo là cái nút bên này. Thì đương nhiên chúng ta ấn vào thì là nó sẽ chạy thu âm ở dưới thôi. Để ý ba hàng nút ở đây. Hàng nút này, nút này tức là nút tắt tiếng mà chúng ta muốn nghe lại.
hay không mà chúng ta ấn vào nhầm vào nút này, mute này, thì nó sẽ không cho chúng ta nghe lại. Cái nút âm thanh này thì nó chỉ chạy mỗi cái track này thôi. Alo. Nút này, nút pan này các bạn nhìn không? LR là nó sẽ chuyển âm thanh ở bên trái, âm thanh ở bên phải. Vậy chúng ta hãy để nó cân bằng ở giữa. Rồi, bây giờ nào quay rộng hơn một chút nhá, tôi sẽ ấn thu âm thử. Vậy thì căn vị trí và ngồi thu âm như thế nào cho phù hợp? Thì cái này cũng là một cái điều lưu ý trước nữa. Đeo tai nghe vào để chúng ta kiểm soát cái âm lượng khi mà chúng ta chạy ở trong đây. Tiếp theo là các bạn cần xác định trước cái vị trí, cái hướng của mic. Ví dụ như cái mic này nó có thể thu được hai hướng, bên này là to nhất và ấm nhất. Cái hướng ở trên xuống thì thu sẽ bé nhưng mà nó tròn vành hơn. Thì chúng ta phải biết một chút về cái mic mà chúng ta sẽ sử dụng. Như với mic này thì mình sẽ phải thu âm ở bên này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ phải thu âm như này này. Hoặc là tôi sẽ ngửa nó lên nhá. Ngửa nó lên. Đây. Ngửa nó lên một chút thì khi mà ngồi như này thu âm thì là quả cảm giác thoải mái nhất này. Vậy là chúng ta sẽ phải nói như thế này thì là ấm và êm nhất. Sau đó chúng ta sẽ bịt cái này vào, cái này nó sẽ tránh được tiếng và cái nước bọt của mình nó bắn vào mic. Rồi, vậy là bây giờ gần như những bước cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ nghe thử cái âm thanh giữa cái ở trong đây với lại âm thanh ở trên máy ảnh nhá. Khi mà chúng ta ấn record thì cái đường sóng âm này nó sẽ bắt đầu chạy và nó có những cái tín hiệu ở trên đây. Các bạn có thể thấy. Ví dụ như tôi có thể đọc hát một bài nào. Bé lên bà, bé đi mâu dao, cô thương bé thì cô sẽ không đánh đòn. Khi mà chúng ta cảm giác mà chúng ta có một cái đoạn mà nó bị lỗi hay vỡ thì cái tip ở đây là các bạn có thể vỗ tay. Các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái đường sóng âm này ở trên đây này, có nhìn rõ không ạ? Cái đường sóng âm này nó là một cái hàng thẳng luôn. Thì đến khi mà tí nữa chúng ta cắt cọt edit thì chúng ta có thể nhìn trực tiếp được luôn. Ok, pau. Bây giờ bước cuối cùng làm sao? Một số thao tác để chúng ta có thể cắt cọt sơ qua và chúng ta xuất file ra gửi cho các bạn làm video nha. Thế tiếp nào. Ok. Alo. Được chưa? 1, 2, 3, ok. Rồi đến phần tiếp theo thì bây giờ mình sẽ dạy một số cái công cụ để mọi người có thể cắt gọt. Đấy, như vừa nãy thì chúng ta nói khi chúng ta vỗ âm, cái vỗ tay như này này thì nó sẽ tạo thành cái sóng âm dọc. Sóng âm dọc, vậy là cái đoạn này mình cứ cho là giữa hai cái sóng âm dọc này là cái đoạn lỗi sai và mình đang nói lại bắt đầu từ đây. Thì mình sẽ cắt từ phần vỗ tay này đến phần vỗ tay này. Mọi người nhìn thấy chưa? Thì cái kỹ năng cần có ở đây thì cái chuột mình sẽ di ở trên cái thanh thước này này đến cái phần đằng sau này. Đằng trước mình cắt rồi này, đằng sau này thì có các phím chức năng sau. Mọi người nhìn này. Đây, các phím chức năng sẽ bao gồm có cắt là command x này, copy này, c, paste ở v này, paste replace là paste đè lên này, cùng đè. Thì đây, split là cắt ở cái đoạn đấy này, join tức là ghép vào hai đoạn này. Và mình phải để ý cái snap to grid này, tức là các cái sóng âm này nó sẽ liền mạch với nhau. Thì đây mình đang cần cắt nó ra, đúng không ạ? Cắt nó ra và đết nó đi. Vậy thì mình sẽ phải đặt cái chuột ở đây. Cái hotkey vừa nãy thì chúng ta nhìn này, nó là command T. Vậy, ấn vào timeline command T. Ấn vào timeline command T. Ấn vào timeline ở đây. Ấn vào cái thanh âm thanh command T.
Mọi người đã nhìn thấy nó chia ra đoạn riêng này. Ta ấn chọn đoạn hỏng đếp. Đấy. Và chúng ta kéo nó lại sóng âm này gần với nhau. Xong. Vậy là mình đã cắt xong cái file bị lỗi như vừa rồi mình chỉ cho các bạn. Thì đây cứ coi như là một cái file âm thanh chuẩn nha. File âm thanh chuẩn. Vậy thì chúng ta, cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm thế nào? Cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ xuất nó ra cái định dạng để chúng ta có thể sử dụng được. Thì export song to disk. Ấn vào. Ở đây mọi người có thể thấy đầu tiên chúng ta đặt tên này. Thì dạ, hướng dẫn thu âm. Cái buổi này hướng dẫn thu âm tại nhà. Tại nhà. Cái tag này thì mọi người có thể đặt thêm nhiều cái project của mọi người, hay là cái mức độ quan trọng thì chỉ trên Mac cũng có rồi. Cái phần tiếp theo chúng ta cần phải biết đấy là chúng ta xuất ra đâu. Thì ở đây ở trong đây là cái project của Java 3. Thì mình cứ để nó xuất ra ngoài màn hình cái desktop để cho dễ này. Tất cả bạn nữ đều thích cái phần này đấy. Đó. Tiếp theo, cái quality âm thanh mà chúng ta sẽ chọn là gì? Thì các bạn lưu ý các bạn cứ chọn cái MP3 nhé, cho nó phổ biến, thông dụng. Cái chỉ số tiếp theo quan trọng nữa, đấy là chỉ số này. Đây là cái này càng cao thì cái file âm lượng âm thanh nó càng nặng. Và tất nhiên thì cái chất lượng của nó sẽ cao hơn. Nhưng chúng ta chỉ cần chọn đến 192 thôi. Và chúng ta chọn ấn export. Hướng dẫn Bunching. Vậy là nó đã xuất ra xong. Ở trên desktop mọi người nhìn xuống đây nha. File desktop đây. Vậy là chúng ta đã có một cái file hướng dẫn thu âm tại nhà. Tiếng rất là to đúng không mọi người? Mình đang để ở tiếng ở tai nghe để mọi người không nhìn rõ. Không nghe rõ mình sẽ để tiếng lên. Nó sẽ bắt đầu chạy và nó có những cái tín hiệu trên đây. Các bạn có thể thấy. Ví dụ như tôi có thể đọc đấy, hát một bài nào. Âm thanh thì bao giờ nó cũng sẽ hay hơn. Cái âm thanh từ cái mic này thì bao giờ nó sẽ im ắng, nó hay hơn và nó tròn âm tròn tiếng hơn. Thì có hai điều cần phải lưu ý. Một là cái thu âm thì không để nó rè, tức là nó quá cao so với cái meter, cái thanh âm. Thứ hai nữa là khi thu âm thì nó phải là stereo, tức là nghe được cả hai bên loa này thì là stereo. Còn nếu mà nghe được một bên loa này thì các bạn phải test này. Nghe được một bên loa này chẳng hạn, thì khi cái file âm thanh này lên điện thoại thì nó sẽ có thể điện thoại không nghe được cái voice đấy. Thì đấy, mình hy vọng là mọi người sẽ dễ hiểu và dễ sử dụng cái phần mềm này, tương tự đối với các phần mềm thu âm khác. Và sau đây là mình kết thúc cái bài hướng dẫn này. Bye bye.